Quý vị thân mến, Trung thu là Tết thiếu nhi và với mong muốn mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ, rất nhiều những chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được tổ chức và trong đó có Chảy hội trăng rằm, một chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ gần 200 nghệ sĩ ở các lứa tuổi mang tới những món quà tinh thần ý nghĩa cho gần 5.000 thiếu nhi tại thủ đô. Với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ từ những gương mặt gạo cội trong làng sân khấu như nghệ sĩ ưu tú Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, nghệ sĩ ưu tú Sơn Hải, nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên, đến những diễn viên trẻ như Nguyễn Đỗ Minh Châu, Phan Thắng và hàng trăm người mẫu, ca sĩ, diễn viên múa, chương trình nghệ thuật Chảy hội trăng rằm mang tới một Trung thu rộn rã cho các em nhỏ. Phải nói là 23 năm nay viết và biểu diễn phục vụ thiếu nhi, mình luôn luôn có cảm giác là mới mẻ, tươi trẻ và cứ muốn rằng là cái quỹ thời gian của mình còn mãi để mình được phục vụ các cháu. Cười nói hát ca với trẻ con thì là thông qua những tiếng cười thì cái tiểu phẩm của mình, chuyện của Bo cũng gián tiếp dạy dỗ các em thế nào là đúng, thế nào là sai. Mấy chị em vui lắm bởi vì là như lại sống lại cái thời trẻ thơ, rước đèn ông sao rồi là tùng dinh 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 tùng dinh dinh, cứ hát đi hát lại cái bài đó. Cái cảm xúc ấy thì là bởi vì sao, muốn là tập dượt làm sao, ráp làm sao và đem lại tất cả cái hào hứng và trở lại cái tuổi thơ cùng với các con để mình cống hiến tất cả những khi mình có những cái tiểu phẩm hay, có những lời lẽ hay mà những trò hay để cho các con Tết Trung thu vui hơn và đẹp hơn. Với sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ, các em nhỏ không chỉ được thưởng thức những ca khúc hay, những tiểu phẩm hài kịch, nhiều tiếng cười mà trong đó còn có những thông điệp ý nghĩa về Tết Trung thu được lồng ghép khéo léo. Khi mà lên ý tưởng làm chương trình Chảy hội trăng rằm thì đã có một trong những câu gọi là tâm đắc nhất của ban tổ chức và ekip đến hiện tại là làm sao mà muốn giữ lại một cái ngày Trung thu truyền thống nhất, từ những cách làm bánh Trung thu hay là từ những cái văn hóa phá cỗ, rồi làm thế nào mà các em hát những cái bài tùng tùng dinh dinh, làm sao mà các em có thể giữ lại được những cái nét truyền thống đẹp đẽ nhất của văn hóa Việt Nam mình ạ. Kể với hơn 5.000 khán giả, trẻ nhỏ câu chuyện về Tết Trung thu, Tết đoàn viên và làm dày lên những kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ, làm hành trang bước vào cuộc sống. Chảy hội trăng rằm đã và đang trở thành một kỷ niệm đẹp khó quên cho mùa Trung thu 2023.